Sáng ngày 11 tháng 5, chương trình phòng chống HIV/AIDS của các đối tác dự án USAID tại Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, cố vấn cấp cao chương trình HIV và Lao của dự án USAID đánh giá cao những kết quả mà Đồng Nai đã đạt được trong việc triển khai nhiều sáng kiến, nhiều hoạt động đầy sáng tạo nhằm đưa đến các dịch vụ về điều trị ARV, điều trị trước phơi nhiễm RAP, can thiệp vào các nhóm đối tượng đích. Kết quả về chương trình HIV/AIDS tại Đồng Nai là điểm sáng, các dự án sẽ là một bài học và có thể áp dụng tại các nơi khác, không những ở Việt Nam mà còn cả thế giới. Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, tính đến tháng 3 năm 2022, toàn tỉnh có hơn 8,3 ngàn người nhiễm HIV, hơn 2,9 ngàn người tử vong, số người nhiễm đang được quản lý là gần 6 ngàn người, địa phương ghi nhận nhiều nhất là thành phố Biên Hòa. Đường lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, tập trung ở các nhóm nguy cơ cao như mại dâm, người tiêm chích ma túy, nhóm quan hệ tình dục đồng giới MSM. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa, tăng cao ở nam giới, tập trung nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nhóm đồng giới. Bên cạnh đó, việc quản lý người nhiễm HIV ở Đồng Nai còn một số khó khăn nhất định như dân cư di biến động. Bệnh nhân tham gia điều trị ARV khai báo là tạm trú, nên việc rà soát các ca bệnh khó khăn. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chương trình phòng chống HIV có sự chững lại. Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Hòa, giám đốc CDC Đồng Nai nhấn mạnh, với sự hỗ trợ của các dự án về phòng chống HIV/AIDS đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, CDC Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ, can thiệp được càng nhiều càng tốt, để không có trường hợp nhiễm HIV nào không được phát hiện, và không có trường hợp nhiễm HIV nào được phát hiện, nhưng không được điều trị.